Với phương châm đoàn kết một lòng, nhiệt tình sáng tạo, xây dựng tổ chức hội ngày càng vững mạnh. Sáng nay ngày 16 tháng 5, Hội Truyền thống Trường Sơn, đường Hồ Chí Minh, thành phố Đà Lạt tổ chức đại hội lần thứ ba, nhiệm kỳ 2023-2028. Trong nhiệm kỳ qua, Hội Truyền thống Trường Sơn, đường Hồ Chí Minh, thành phố Đà Lạt với 95 hội viên đang hoạt động tại 4 chi hội đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục, phát huy truyền thống đặc biệt là hoạt động kỷ niệm 64 năm ngày mở đường Hồ Chí Minh, ngày truyền thống bộ đội Trường Sơn, đi thăm lại chiến trường xưa ở nghĩa trang lịch sĩ Trường Sơn, thành cổ Quảng Trị, địa đạo Vịnh Mốc, nhằm giúp hội viên được gặp mặt, giao lưu, ôn lại những ký ức một thời, xé dọc Trường Sơn đi cứu nước, thăm hỏi giúp đỡ các hội viên có hoàn cảnh khó khăn, ốm đau, tăng qua những các dịp lễ Tết, vân vân. Trong nhiệm kỳ 2023-2028, hội sẽ vận động xã hội hóa phát triển kinh phí hội, vận động hội viên tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước tại địa phương. Phát huy tinh thần đoàn kết, nghĩa tình đồng đội, thường xuyên thăm hỏi, chăm sóc giúp đỡ hội viên. Đại hội đã bầu ông Nguyễn Thái Hòa tái giữ chức chủ tịch Hội truyền thống Trường Sơn, đường Hồ Chí Minh, thành phố Đà Lạt, khoa bạc.